thưa quý vị, để khắc phục tình trạng nhãn chính vụ nhiều, dội chợ, thường bị thương lái ép giá, nông dân Trần Giang Lớn mà bà con trong xã Định An, huyện Đắp Dò, tỉnh Đồng Tháp vẫn quen gọi thân thương là ông Tư Lớn đã tìm tòi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật xử lý nhãn ra trái trái vụ trên diện tích 4 hecta nhãn y đo và thanh nhãn của mình. Qua gần 4 năm thực hiện, kỹ thuật này đã giúp cho gia đình ông và các thành viên trong tổ hợp tác nhãn diệt Gáp Trần Giang Lớn nâng cao hiệu quả kinh tế, Tăng thu nhập. 4 hecta nhãn y đo và thanh nhãn của ông tư lớn một phần diện tích đang trong giai đoạn trái non khoảng 3 tháng tuổi đến thời điểm tết nguyên đáng ất tỵ sẽ cho thu hoạch một phần đang chuẩn bị ra bông khoảng rằm tháng 2 âm lịch là có thể thu hoạch được để nghịch vụ là chú tư đó là không có bao giờ mà để dồn dập một cái một chú tư là phải phân bổ ra bốn cái nhóm bốn thời kỳ thời kỳ là có trái hiện tại bây giờ đây rồi thời kỳ nó ra bông rồi thời kỳ nó sắp sửa ra bông rồi thời kỳ đương đổ thấp kịp bán là nó không có ối động với hàng hóa của mình là cái trái lúc nào là nó vừa bán là bé này hết là tới kia đó là vậy đó là của mình là nó không có thiệt hại trái của mình. Theo ông Thư Lớn, xử lý đúng kỹ thuật, nhãn trái vụ tuy năng suất có giảm hơn đôi chút, nhưng vẫn giữ được hương vị ngọt ngon, về cơm, nhiều nước như nhãn vào thời điểm chính vụ. Đặc biệt, giá bán cao gấp đôi, dao động từ 25.000 đến trên 30.000 đồng một ký, thu mua tận giường. Tuy nhiên, làm nhãn trái vụ cũng gặp rất nhiều cái khó đòi hỏi người trồng phải nắm dựng yếu tố kỹ thuật thì xử lý mới thành công. Bởi lẽ thời điểm xử lý trái vụ thường rơi vào mùa mưa, dễ gặp yếu tố thời tiết bất lợi như lúc ra qua gặp mưa bão thường xuyên, qua không thụ phấn được, trái non bị rụng sẽ dẫn đến năng suất sụt giảm. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng theo ông Tư Lớn, trồng bất cứ cây gì muốn thành công thì phải dành nhiều tâm huyết, có sự chăm sóc thì mới đạt hiệu quả. Đặc biệt, xử lý cho ra nhãn trái vụ thì lại càng phải chăm sóc nhiều hơn ngay từ ban đầu. Đã trở thành thói quen, chiều nào cũng vậy, ông sẽ dành thời gian để đi thăm vườn. Theo ông, đây là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát, phát hiện các dấu hiệu bất thường của cây. Phát hiện sớm và kiểm soát được bệnh tháng thư rầy bám trên cây nhãn, thì vườn nhãn sẽ có được năng suất, chất lượng tốt. Khoảng 3 giờ con đi, đó đi ra nó vừa mát mà nó vừa mình là nhìn thấy cái cây nó chính xác nếu mà là mình trầm cây thì thế nào là phải đi tới luôn phải ngắm cảnh là phải coi nhìn coi cái tư thế chị này có bệnh không anh kia có có yếu không đó rồi, rồi anh này tại sao mà nó ốm rồi chị kia là nhìn thấy cái cây này tại sao mà nó mập mà sao trái không 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 có đạt thì cái đó là hỏi coi mình thiếu gì rồi tại sao cái cây mập quá mà sao chỉ dụng hoài mình thiếu sự chăm sóc của trái mình phải là học học cái lúc lúc mà lên bông đậu nụ rụng trái đó là phải học đó gần 4 năm điều kiện nhãn cho đa trái tế dụ cũng là khoảng thời gian Ông Tư chuyển dần sang thực hiện quy trình chăm sóc dường nhãn theo hướng hữu cơ nhằm hướng tới sản xuất bền vững và an toàn, nâng cao chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, cũng như đảm bảo sức khỏe người lao động trực tiếp và sức khỏe người tiêu dùng. Không giữ bí quyết cho riêng mình, ông Tư Lớn đã thành lập tổ hợp tác trồng nhãn Việt Gáp, hỗ trợ các thành viên trong tổ, quy trình chăm sóc nhãn an toàn, và truyền đạt các kinh nghiệm bí quyết xử lý nhãn ra trái tế dụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Tôi trồng diện tích khoảng 2 hectare. Lúc trước thì cũng để vụ thận là nhãn cũng trúng lắm nhưng mà bán không được giá. Chú Tư cũng chỉ như xử lý là nghịch vụ nè. Nhãn thì mình ít, xài thuốc lắm. Chú Tư cũng chỉ theo trồng theo dị gáp á cũng xài phân hữu cơ chứ thuốc thì cũng xài chỉ xịt là sâu có lần chú tư chuyện cho các thành viên là như là kỹ thuật tứ chứ xử lý bông người xịt sâu người lái thì mình không máy thì chú tư cũng dẫn lái vô cho cho mà cho mình xử lý cho nhãn ra qua đậu trái té dụ giúp người nông dân nâng cao giá trị kinh tế của cây trồng yên tâm gắn bó với sản xuất nông nghiệp cũng như góp phần làm phong phú thêm thị trường trái cây của tỉnh Tuy nhiên để làm được điều này, người nông dân cần phải dành nhiều tâm huyết và làm chủ được kỹ thuật thì mới mang lại thành công. Một nông dân khởi nghiệp kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.